Vâng, cũng cần phải nói thêm là giá lợn hơi tăng cao kỷ lục trong những tuần qua được cho là bắt nguồn từ đàn lợn cả nước đã giảm mạnh vì dịch tả lợn châu Phi hiện đang hoành hành tại 63 địa phương trên cả nước. Và dịch bệnh này sau khoảng 8 tháng xuất hiện ở nước ta thì cho đến nay vẫn vô cùng phức tạp. Nhiều địa phương dù đã công bố hết dịch nhưng sau đó lại tái phát. Nguy cơ dịch bệnh chưa có thuốc chữa này ảnh hưởng lâu dài và nặng nề đến ngành chăn nuôi vẫn còn rất cao. Nguy hiểm là thế, thế nhưng công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi không ít địa phương vẫn còn đang bị buông lỏng và thờ ơ. Đây được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến cho dịch tả lợn châu Phi có điều kiện bùng phát, lây lan ngày càng dễ dàng hơn. Dù đã báo với chính quyền việc lợn bị chết, bốc mùi hôi, nhưng phải mất cả ngày trời chờ đợi, công tác tiêu hủy mới được thực hiện. Hay lợn có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi, nhưng cũng không được tiêu hủy ngay nếu đang còn sống. Đó là những gì đang xảy ra tại vùng tâm dịch tả lợn châu Phi của Nghệ An. Chúng em nếu mà lợn báo mà sắp chết rồi có khả năng không qua khỏi trong buổi sáng thì chúng em sẽ thành lập đoàn tiêu hủy trong lúc sáng sớm luôn, trong cái giờ đó luôn. Nhưng mà lợn có khả năng còn sống được thì chúng em đợi kết hợp với những cái hộ mà có lợn họ báo cáo là sắp chết ấy, với lại chết thì chúng em góp chúng em tiêu hủy luôn. Đến giờ là coi như là để mấy ngày rồi mà để đến hôm nay rồi tôi không đồng ý thế này. Rất là sai đó. Đề nghị là đã xác định được lợn đã bị bệnh thì phải tiêu hủy gấp. 6 giờ sáng tại trạm kiểm dịch động vật tỉnh Hà Tĩnh, chỉ trong chốc lát, việc phun thuốc tiêu độc khử trùng đã xong. Các công tác kiểm tra khác không được tiến hành. Những chuyến xe đầy lợn liên tục qua trạm và xác lợn chết như thế này không quá khó để bắt gặp. Hôm nay chúng tôi đã xác minh rồi, xem từ rõ nguyên nhân do dịch bệnh hay là do thời tiết hay là do vận chuyển, sau đó xử lý. Tại một số địa phương trong cả nước, các tuyến kênh mương đang trở thành nơi để người dân vứt xác lợn bệnh. Ngoài việc gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, hành động thiếu ý thức của người dân đã và đang khiến cho dịch bệnh diễn biến phức tạp và khó kiểm soát. Bên cạnh đó, công tác giết mổ cũng rất khó kiểm soát. Thứ nhất là do cái dịch bệnh kéo dài, cho nên là công tác phòng chống dịch, huy động lực lượng, con người, vật lực, kinh phí ở các địa phương cũng như các cơ sở chăn nuôi là đến thời điểm này là rất khó khăn. Tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành tiêm phòng định kỳ đợt 2 cho đàn vật nuôi. Tuy nhiên, sau hơn một tháng mới chỉ có 50% địa phương triển khai. Và nếu việc tiêm phòng không đạt chỉ tiêu, ý thức phòng bệnh chưa được quan tâm, thì không chỉ dịch tả lợn châu Phi mà nguy cơ phát sinh thêm dịch tai xanh, tụ huyết trùng, lở mồm long móng là điều khó tránh khỏi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, song song với việc phòng chống dịch tả lợn châu Phi để bảo vệ đàn lợn thì việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cũng được các ngành và các địa phương tập trung thực hiện. Vâng, và tại huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk thì hầu hết các hộ đều đã chuyển sang nuôi gia cầm sau khi đàn lợn của gia đình bị tiêu hủy vì nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, việc này cũng đang tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Sau 3 tháng rưỡi công bố dịch tả lợn châu Phi, dịch đã lan rộng ra 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Krông Anna với gần 3.900 con lợn bị tiêu hủy. Do còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên các hộ có lợn dịch đã không tái đàn lợn trong thời gian này, mà chủ động chuyển đổi sang nuôi gia cầm, nâng tổng đàn gia cầm của huyện lên đến hơn 390.000 con. Một số nhà hiện bây giờ đã tiêu hủy rồi thì cũng chuyển sang nuôi gà. Thì cũng động viên cho họ là thứ nhất là về cái phòng chống dịch bệnh, về cái tiêu độc khử trùng thường xuyên như thế, hoặc là kiểm tra những thức ăn, thức uống. Gia đình chị Phan Thị Hương Ngân ở thôn Quỳnh Ngọc 2, xã Iana là một trong nhiều hộ dân bị tổn thất lớn từ dịch tả lợn châu Phi, với số lợn bị tiêu hủy lên tới 252 con, tổng trọng lượng gần 20 tấn. Sau khi đàn lợn bị tiêu hủy, theo hướng dẫn của cán bộ thú y, gia đình chị Ngân đã vệ sinh chuồng trại và tạm thời chuyển đổi sang nuôi 1.000 con gà và 600 con vịt thương phẩm, nhằm lấy ngắn nuôi dài trong thời gian chờ đợi mầm bệnh bị tiêu diệt triệt để. Thì mình bây giờ mình cũng vẫn có phải cố gắng vậy thôi. Thì vẫn ở nhà phải phát triển, mình nông thôn mà. Thì anh phải nuôi thêm con gà, con vịt, chứ giờ chẳng biết làm gì cả. Heo thì nhất định là không thể nuôi được nữa rồi. Nhưng do đa phần người dân đã chuyển sang chăn nuôi gia cầm, khiến cho tổng đàn gia cầm của huyện Krông Anna tăng quá nhanh. Các hộ lại chưa có kinh nghiệm trong chăm sóc, phòng bệnh cho đàn gia cầm, nên rất dễ xảy ra rủi ro dịch bệnh. Do vậy, huyện Krông Anna đang hướng dẫn cho hộ dân thực hiện nuôi gia cầm theo quy trình an toàn sinh học. Cùng với đó, căn cứ vào thế mạnh từng vùng mà chuyển sang nuôi trâu bò hay dê. Không chỉ huyện Krông Anna mà tại nhiều nơi trong tỉnh Đắk Lắk,
người dân đã chủ động chuyển đổi sang nuôi gia cầm sau dịch tả lợn châu Phi. Điều này khiến nguồn cung gia cầm tại tỉnh Đắk Lắk đang có nguy cơ vượt cầu. Cũng cần phải nói thêm là trên bệnh viện cả nước, ngành nông nghiệp thường xuyên khuyến cáo các hộ chăn nuôi có lợn bị dịch tả lợn châu Phi là không nên vội vã chuyển sang nuôi số lượng gia cầm lớn khi mà chưa tìm được đơn vị bao tiêu sản phẩm, để tránh tình trạng là thừa nguồn cung dẫn đến thương lái ép giá, mà cần thả nuôi có kế hoạch hợp lý sau khi đã tính toán đầu ra và thời điểm xuất bán. Và bên cạnh đó thì người nuôi cũng cần áp dụng quy trình nuôi an toàn sinh học và đa dạng hóa vật nuôi nhằm đảm bảo chăn nuôi phát triển ổn thỏa, tránh những thiệt hại do chủ quan hay nóng vội.